Festival và du lịch là chủ đề đối thoại trực tuyến tháng 3 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào sáng nay. Buổi đối thoại đã cung cấp khá nhiều thông tin mới về kỳ Festival Huế lần thứ 10 cũng như những giải pháp thúc đẩy du lịch thông qua hoạt động lễ hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung tham dự và chủ trì buổi đối thoại. Tại cuộc đối thoại, ban tổ chức nhận được 40 câu hỏi của cá nhân doanh nghiệp trong tỉnh và một số tỉnh thành trong cả nước gửi đến hộp thư điện tử, cùng nhiều câu hỏi trực tiếp qua điện thoại đến đường dây nóng và trực tiếp tại chuyên mục trao đổi và thảo gỡ trên trang chủ cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế. Những nội dung mà nhiều cá nhân doanh nghiệp quan tâm đó là công tác tổ chức, các hoạt động chính của Festival Huế 2018, sự khác biệt của Festival lần này so với những lần trước, điểm nhấn của Festival 2018, sự làm mới Festival qua nhiều kỳ tổ chức. Cả vấn đề về biện pháp giải quyết tình trạng tăng giá dịch vụ vào mùa cao điểm du lịch và Festival, việc làm thế nào để tiếp cận tốt nhất với các hoạt động tại Festival, cũng như nơi mua vé, giá vé các chương trình nghệ thuật cũng được nhiều người quan tâm. Với lĩnh vực phát triển du lịch, một số cá nhân doanh nghiệp quan tâm đến việc đổi mới cách làm du lịch, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này của địa phương, tìm hiểu những dịch vụ sản phẩm du lịch mới cũng như việc nâng cao chất lượng để thực sự hấp dẫn hơn. Giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá du lịch Huế, giải pháp để phát triển hài hòa giữa du lịch và bảo tồn di sản văn hóa. Một số bạn trẻ quan tâm đến việc phát triển sản phẩm du lịch dành cho giới trẻ của du lịch Thừa Thiên Huế, việc phát huy ưu thế của kiểu thông tin du lịch, định hướng của ngành du lịch tỉnh để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Qua 2 giờ đối thoại trực tuyến, lãnh đạo tỉnh, các sở ngành đã trả lời thẳng thắn, đầy trách nhiệm những nội dung thắc mắc của cá nhân, tổ chức gửi đến. Ban tổ chức tổng hợp đầy đủ và tiếp tục trả lời sau đối thoại, kết thúc những câu hỏi đã được tiếp nhận nhưng chưa kịp trả lời.